Chương 2: Nhà Thục. Năm 257 đến năm 207 trước Tây lịch. Chương 2 gồm 4 phần. 1. Cốc Tích nhà Thục. 2. Nước Âu Lạc. 3. Nhà Tần đánh Bách Việt. 4. Nhà Thục mất nước. 1. Gốc Tích nhà Thục nhà thục chép trong sử nước ta không phải là nước thục ở bên tàu vì rằng cứ theo sử nước tàu thì đời bây giờ đất ba thục tức tứ xuyên đã thuộc về nhà tần cai trị rồi thì còn có vua nào nữa và sử lại chép rằng khi thục vương phán lấy được nước văn lang thì đổi quốc hiệu là âu lạc tức là nước âu lạc gồm cả nước thục và nước văn lang xong xét trong lịch sử không thấy đâu nói đất ba thục thuộc về âu lạc huống chi lấy địa lý mà xét thì từ đất ba thục tức tứ xuyên sang đến văn lang tức bắc việt cách bao nhiêu đường đất và có bao nhiêu núi sông ngăn trở làm thế nào mà quân nhà thục sang lấy nước văn lang dễ dàng như vậy sử cũ lại có chỗ chép rằng an dương vương họ là thục tên là phán như vậy chắc hẳn tức là một họ nào độc lập ở gần nước Văn Lang chứ không phải là thuộc bên Tàu. Sách Khâm Định Việt Sử cũng bản như thế. 2. Nước Âu Lạc Sử chép rằng Thục Vương hỏi con gái của Hùng Vương thứ 18 là Mị Nương không được. Trong bụng lấy làm tức giận, dặn con cháu ngày sau đánh báo thù lấy nước Văn Lang. Hùng Vương bấy giờ cậy mình có binh cường, tướng dũng, bỏ trễ việc nước, chỉ lấy rượu chè làm vui thú. Người cháu thuộc vương tên là Phán biết tình thế ấy mới đem quân sang đánh lấy nước Văn Lang. Hùng vương thua chạy, nhảy xuống giếng mà tự tử. Năm Giáp Thìn, tức năm 275 trước Tây Lịch, thuộc vương dẹp yên mọi nơi rồi, xưng là An Dương Vương. Cải quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê, nay thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc An. Hai năm sau là năm Bính Ngọ, năm 255 trước Tây Lịch, An Dương Vương xây loa thành. Thành ấy cao và từ ngoài vào thì xoáy trôn ốc, cho nên mới gọi là loa thành. Hiện nay còn dấu tích ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc An. 3. Nhà Tần đánh Bách Việt Khi An Dương Vương làm vua nước Âu Lạc ở bên này, thì ở bên tàu vua Thị Hoàng, nhà Tần, đã thống nhất thiên hạ đến năm đinh hợi năm hai trăm mười bốn trước tây lịch thì hoàng sai tướng là đồ thư đem quân đi đánh lấy đất bách việt vào quãng tỉnh hồ nam quảng đông và quảng tây bây giờ an dương vương cũng xin thần phục nhà tần để bảo tồn nhà tần mới chia đất bách việt và đất âu lạc ra làm ba quận gọi là nam hải quảng đông quế lâm quảng tây và tượng quận bắc việt người bản xứ ở đất Bách Việt không chịu để người Tàu cai trị trốn vào rừng ở. Được ít lâu, quân của Đồ Thư vốn là người ở phương Bắc, không chịu được thủy thổ, phải bệnh rất nhiều. Bây giờ, người Bách Việt thừa thế nổi lên giết được Đồ Thư. 4. Nhà Thục mất nước Chẳng được bao lâu thì nhà Tần Suy, nước Tàu có nhiều giặc giã, ở quận Nam Hải có quan úy là Nhâm Ngao thấy có cơ hội muốn mưu đánh lấy Âu Lạc để lập một nước tự chủ ở phương Nam. Nhưng công việc chưa thành thì Nhâm Ngao mất. Khi sắp mất, Nhâm Ngao giao binh quyền lại cho Triệu Đà để thay mình làm quan úy quận Nam Hải. Năm Quý Tỵ, tức năm 208 trước Tây lịch là năm thứ 50 đời vua An Dương Vương. Triệu Đà đem quân sang đánh lấy nước Âu Lạc, lập ra nước Nam Việt. Ghi chú, xin đừng lầm nước Nam Việt ngày xưa với Nam Việt của nước Việt Nam hiện nay. Hết ghi chú. Tục truyền rằng, khi An Dương Vương xây loa thành, có những yêu quái quấy nhiễu, xây mãi không được. An Dương Vương mới lập đàn lên cầu khấn, có thần Kim Quy hiện lên bày phép cho vua trừ những yêu quái đi, bây giờ mới xây được thành. Thần Kim Quy lại cho An Dương Vương một cái móng chân để làm cái lẫy nỏ. Lúc nào có giặc thì đem cái nỏ ấy ra, bắn một phát giặc chết hàng vạn người. Cũng nhờ có cái nỏ ấy cho nên Triệu Đà đánh không được An Dương Vương. Triệu Đà dùng kế cho con là Trọng Thỉ sang lấy Mị Châu là con gái An Dương Vương, giả kết nghĩa hòa thân để do thám tình thực. Trọng Thỉ lấy được Mị Châu rồi, hỏi dò vợ rằng bên âu lạc có tài gì mà không ai đánh được mị châu nói chuyện cái nỏ và lấy cho chồng xem trọng Thỉ bèn lấy cái móng của kim quy đi làm cái lẫy giả thay vào rồi định về báo tin cho cha biết khi sắp ra về trọng Thỉ hỏi mị châu rằng tôi về mà nhỡ có giặc giã đánh đuổi thì rồi tôi biết đâu mà tìm mị châu nói rằng thiếp có áo lông ngỗng, thế khi thiếp có chạy về đâu, thiếp sẽ lấy lông ấy mà rắc ra ở dọc đường thì rồi sẽ biết." Trọng Thỉ về kể lại với Triệu Đà tình đầu mọi sự. Triệu Đà bèn khởi binh sang đánh Âu Lạc. An Dương Vương cậy có cái nỏ, không phòng bị gì cả, đến khi quân giặc đến gần chân thành mới đem nỏ ra bắn thì không thấy hiệu nghiệm nữa. An Dương Vương mới đem Mị Châu lên ngựa mà chạy về phía nam, chạy đến núi Mộ Dạ, thuộc huyện đông thành tỉnh nghệ an gần bờ bể vua thấy giặc đuổi kíp quá mới khấn kim quy lên cứu kim quy lên nói rằng giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy an dương vương tức giận quá rút gươm ra chém mị châu đi rồi nhảy xuống bể mà tự vận ghi chú nay ở núi mộ dạ gần xã cao ái huyện đông thành tỉnh nghệ an có đền thờ an dương vương ở đấy có nhiều cây cối và có nhiều chim công cho nên tục gọi là đền công hay cuông hết ghi chú trọng thì theo dấu lông ngỗng của vợ rắc đem binh đuổi đến núi mộ dạ thấy xác vợ chết nằm đó thương xót vô cùng vội vàng đem về cấp táng xong rồi nhảy xuống cái giếng ở trong loa thành mà tự tử nay ở làng cổ loa trước đền thờ an dương vương có cái giếng tục truyền là trọng thì chết ở giếng ấy tục lại truyền rằng Mỹ Châu bị giết rồi vì nỗi tình thực mà phải thác oan cho nên máu nàng ấy chảy xuống bể những con trai ăn được hóa ra có ngọc chân châu thế ai lấy được ngọc ấy đem về rửa vào nước cái giếng ở trong loa thành là chỗ trọng thủy đã tự tử thì ngọc ấy trong và đẹp thêm ra